Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Gần 1.900 F0 nặng nguy kịch. Bệnh nhân tử vong tại nhà vì bị 5 bệnh viện từ chối điều trị. Trẻ em mắc COVID-19 dễ chuyển nặng vào giai đoạn nào? Sau đây là nội dung đầu tiên. Gần 1.900 F0 nặng nguy kịch. 1.858 F0 nặng đang phải thở máy. 15 trường hợp can thiệp ECMO. Trong tổng số 33.149 bệnh nhân đang điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, số F0 nặng và nguy kịch hôm nay chỉ tăng thêm 7 ca so với ngày hôm qua. Theo số liệu của CDC, ngày trước đó số này tăng thêm đến 160 trường hợp. Bộ Y tế đang cùng thành phố Hồ Chí Minh thiết lập nhiều khu hồi sức, liên tục nâng công suất giường điều trị bệnh nhân nặng. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng cũng như những ca tử vong. Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, những ngày qua tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi, số lượng bệnh nhân có nhu cầu nhập viện rất lớn. Nhiều bệnh nhân COVID-19 chuyển biến nặng rất nhanh, phải chạy đua với thời gian để cứu người. Trung tâm đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện Dã chiến 13. Bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Dã chiến chuyển sang rất thuận lợi. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Bệnh nhân tử vong tại nhà vì 5 bệnh viện từ chối điều trị. Trước đó ngày 15 tháng 8 tại thành phố Dĩ An, Bình Dương, xôn xao câu chuyện người đàn ông tên là Dê, 57 tuổi, quê tại Trà Vinh, bị nôn ói phải đi cấp cứu, nhưng nhiều cơ sở y tế không nhận nên phải trở về nhà. Con gái của người bệnh này đã đưa cha đến 5 cơ sở y tế tại Dĩ An và Thuận An nhưng không được nhận cấp cứu vì các lý do đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế, bác sĩ phải đi chống dịch COVID-19. Đến 1 giờ sáng ngày 14 tháng 8, con của ông Dê đành phải đưa cha về phòng trọ và 4 giờ sau, ông Dê chút hơi thở cuối cùng. Trước vấn đề này, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác minh thông tin. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên, xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề nếu có sai phạm. Báo cáo kết quả xác minh về Cục Quản lý Khám chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bộ và công khai kết quả xác minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Trẻ em mắc COVID-19 dễ chuyển nặng vào giai đoạn nào? Theo các chuyên gia, tỷ lệ trẻ mắc COVID chuyển nặng, nguy kịch chỉ khoảng 1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 20% của người lớn. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhi COVID nào tử vong. Trẻ thường sẽ diễn tiến nặng vào ngày thứ 5, thứ 8 hoặc 10 sau khi mắc COVID-19. Trước đó, trẻ chỉ có triệu chứng nhẹ khi trẻ bắt đầu sốt cao, thở mệt, trở nặng nhanh chỉ trong 12 tới 24 giờ, phổi bắt đầu tổn thương, nồng độ oxy trong máu SpO2 tụt xuống dưới 95%, phải chuyển cấp cứu. Sau một tuần mắc bệnh, các triệu chứng ở trẻ sẽ bắt đầu giảm dần. Nếu trẻ vượt qua tuần này thì bệnh lui, phục hồi. Giai đoạn từ 5 tới 10 ngày sau khi mắc bệnh, một số trẻ có thể trở nặng hơn. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý theo dõi nhịp thở, cách thở của con. Thở nhanh, thở bất thường là dấu hiệu báo động trở nặng. Thở bất thường gồm thở rút lõm ngực, co kéo cơ liên sườn, phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức. Thở nhanh là khi trẻ dưới 2 tháng tuổi thở trên 60 lần một phút. Trẻ 2 tháng tuổi đến dưới 12 tháng thở trên 50 lần một phút. Trẻ 1 đến 5 tuổi thở trên 40 lần một phút. Lúc này nếu trẻ đang ở nhà thì cần phải nhập viện thở oxy, chăm sóc tích cực. F0 trẻ em khi trở nặng có thể gặp biến chứng hội chứng viêm đa hệ thống, tương tự như là bệnh viêm mạch. Có nghĩa là em bé có biểu hiện nổi ban ở da, phù nền niêm mạc, tay chân nổi đốm đỏ dưới da, sưng, ói mửa. Mạch và huyết áp tụt, mắt đỏ, ảnh hưởng cơ tim, mạch vành của trẻ, gây suy tuần hoàn, sốc tim. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.